tin tức Mekong hôm qua, chúng tôi có thông tin về việc ngành chức năng vào cuộc vụ câu đồng quốc dân với biệt tài bổ cao bói toán kèm câu cửa miệng là đúng nhận sai cải. Mỗi lần bổ là một lá số tử vi đời người. Chẳng biết lời phán có đúng được bao nhiêu phần trăm, chỉ biết với hành vi sai trái của mình, câu đồng vừa lãnh án phạt. Trước đó, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phát hiện tài khoản Facebook Trường Hương đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung các video là các buổi xem bói của cô đồng tình hương. Khi mọi người đến xem, sẽ đưa cho cô đồng này lá trầu và trái cao. Sau đó Hương sẽ bổ trái cao rồi phán đoán về tình duyên, tài vận, sức khỏe, vận hạn của mọi người ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua rà soát xác định tài khoản Facebook Trương Hương là tài khoản cá nhân của Trương Thị Hương. Quá trình làm việc, cô đồng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cô cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như vậy đều do bản thân tự làm. Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng. Buộc gỡ bỏ các thông tin cổ suý những hủ tục mê tín dị đoan mà trước đó Hương đăng tải.